Chào các bạn. Thì bộ này hôm qua mình lên clip test á, thì bữa nay có một công ty nha, một khách đã chốt rồi nha. Sau khi tư vấn thì thấy cái động cơ zin á 500W nó không có khả năng không đạt nha. Sau đó thì mình đã tư vấn thay một cái động cơ 1kW lên nha, thay động cơ lớn lên, tua chậm lại nha. Ở đây là bên đây là 500W tua 3000, mình thay lên một động cơ có công suất cao hơn, 1000W gấp đôi lên và tua chậm lại thì cái lực kéo nó tăng lên rất là nhiều do nhu cầu của khách á. Khách không có cần nhanh mà cần khỏe nha. Và sau khi thay vào thì nhìn cái bộ này rất là đẹp đó, rất là cân đối và hài hòa đó. Mình so sánh cái động cơ thì nó sẽ dài hơn một chút. Tuy nhiên thì cái động cơ này thì nó bao gồm cả thắng và encoder 500W nha. Công suất thì tăng lên rất là nhiều. Trước đây mình cũng đã từng gia công rất là nhiều sắt thép nhôm đồng ha, gia công máy lớn máy hãng rồi, cho nên mình ước lượng được là cái lực dao như thế nào các bạn, tính toán được. Cho nên với một cái bộ như vậy thì rất là phù hợp cho cái nhu cầu của anh khách. Thật là vui khi mà còn giữ lại được một cái động cơ rất là tốt như thế này. Trước đây thì mình cũng đã định bán rồi nhưng mà giá nó rẻ quá đó. Với cái đơn hàng đó thì mình không bán được cho nên giữ lại. Cuối cùng là ráp lên cho khách này thì rất là tuyệt vời luôn. Okay, bộ này không còn gì để nói nha, rất là ngon, chắc chắn sẽ đạt cái công việc của khách. Cái tiếp theo thì liên quan tới cái bộ điều khiển. Tua ra thì mình có thể chỉnh được nha, từ 0 cho tới khoảng dao động khoảng 2000 vòng một phút. Tuy nhiên thì lực kéo nó tăng rất là nhiều nha. Cái này lực kéo rất là lớn. Ok, thì bộ này thì ở bên bãi để mình xem, mình cũng còn một hai bộ khả năng mình sẽ lấy về để dành để cung cấp cho những khách tiếp theo. Cái phần điện bo điều khiển các bạn, mình sẽ bảo hành cho anh khách cho những đơn bán ra nha, thì là 6 tháng. Nói chung thì với cái tải trọng mà khách này xài thì không có vấn đề các bạn, thì thoải mái nha. Bộ này thì cũng rất là yên tâm, hàng hãng nha, không phải hàng Trung Quốc hay là không phải hàng tàu trôi nổi, hàng hãng, ráp nguyên zin từ động cơ Mitsubishi ra, cho nên bộ này thì cũng chắc chắn từ hãng ra thôi, rất là êm và đồng trục. Bộ này cũng khá là nặng đó, khoảng mười mấy kg. Thì như vậy các bạn, khi mình gia công đó, mình lắp cái mũi gia công vào, ví dụ như mũi Enmu P22 đi à, thì nó mới cứng vững nha các bạn. Nếu mà cái bộ này mà nó, cái bát này rất quan trọng, cái bát này mà không cứng vững á, thì cái phần nói chung tổng thể này các bạn, nếu mà không cứng vững á thì nó sẽ không đem lại cái sự gia công ổn định. Cái phần này nó làm rất là rộng ha, thì mình có thể gia công 4 lỗ 4 vị trí như này để mình có thể bắt một cái gá đỡ thì ra. Và bộ này đặc biệt thì nó đã vuông góc sẵn các bạn, người ta đã gia công sẵn rồi nha, mình không phải cân chỉnh gì nữa nha, vuông góc đồng trục, không ngã không nghiêng, mình cứ đưa về đưa da vào là xài thôi. Đã. Tuy nhiên khi đưa da vào chắc chắn mình cũng cần dùng đồng hồ so, mình ra lại để mình gá bát cho nó chuẩn nha. Ok, cảm ơn khách đã xem. Thì bộ này mình đã bán cho một khách chuyên gia công cho công sắt đó bạn. Đặc biệt thì cái động cơ này nó có cái dây cáp động lực rất là dài và còn nguyên zin,
điều này rất là tốt nha, tại vì các động lực cũng rất là quan trọng á. Nếu mà không có chuẩn á, thì khi các bạn chạy ngày chạy đêm á, nó sẽ phát sinh vấn đề. Cho nên khi lựa hàng, khi mua hàng mình cũng lưu ý vấn đề này để sau này khách sạn có tốt, được tốt hơn. Ba sự cáp rất là to ha, to dài khoảng 3 mét hơn. Ok, cảm ơn anh Thích. Thì bộ này anh cần gấp cho nên mình tranh thủ mình làm cho nó xong trong chiều nay, thì sáng mai mình gửi sớm. Cảm ơn anh. Còn một số bộ khác á, như bộ này nha, trưa nay cũng có một khách hỏi thì bộ này khả năng một là mình để như vậy mình bán, hai là sắp tới có, nếu mà chưa bán được và tới khi mình rảnh mình có thời gian á, mình sẽ là thay cái phần động cơ này thành một động cơ sử dụng được cái encoder các bạn. Tức là mình muốn lập trình điều khiển cái mặt bích này. Cái mặt bích này các bạn, khi mà các bạn ví dụ như để một cái mâm dao mấy tiện lên á, các bạn xoay bao nhiêu độ thì quá tuyệt vời ha. Xoay mâm dao bao nhiêu độ, xoay trực tiếp luôn, tại vì nó giữ cố rất là cứng nha. Ok, cái này mình làm sao nha.